Ở đây là mình nằm trên đường Phó Phát mà mình rẽ trái, còn cái tàu điện ấy nó cũng nằm trên đường Phó Phát giống mình nhưng mà nó lại đi thẳng, cho nên là mình sẽ để tàu điện đi thẳng. Hello, xin chào cả nhà, mời cả nhà chúng ta cùng làm đề thi tiếp theo. Tức là mình làm gì để tránh cái nguy hiểm cho giao thông, tức là tránh tai nạn đấy. Thì tránh làm gì? Thì đáp án một là đi chậm không có lý do, tránh để chết máy trên đường và tránh đừng để xe nằm lại bên đường vì hết nguyên liệu kém. Câu hỏi là tại sao người ta không được phép đi chậm, không cần thiết? Bởi vì đáp án một là làm cho cái xe phía sau vượt lên Dễ dàng vượt lên cái phe lịch, ý bố hơi lên cũng à? đúng, có chữ cái phe lịch cho cái xe sau là đúng rồi, rồi làm cho dòng xe nguy hiểm có chữ bê hình đẹp đấy, rồi đáp án ba là cũng có chữ cái pha un phai là đúng rồi. Ở câu hỏi nó có chữ mi-đơ thì ở đường dưới là sẽ có là dây côn slap rồi man kia là kém rồi phê lơ, cả ba đáp án đều đúng. Nếu người ta mệt mỏi ta lên xe thì sẽ xảy ra nhưng cả ba cái đều nguy hiểm. Cả câu hỏi nhìn được cái chữ meter, mi lịch chắc là nhìn xuống dưới là trả lời luôn à? Đúng rồi, nhiều khi đọc thì cho nhanh như đọc cả cả thì nhiều người cũng khó khăn. Mình thấy có một người đi xe lăn, Bezon im gối túi ấy, là xe lăn, họ muốn qua đường mà có người là họ không qua được. Nếu mà như thế thì mình Mình sẽ làm gì? làm gì? Đáp án một Hooper là khi nào sai rồi cái đã, mình xuống xe và mình giúp đỡ họ, và khi mình đã xuống xe rồi thì mình phải bật van lịch lên ở đáp án 3. Mình đang đi trên đường Phó Phát, trước mặt mình thấy trẻ con đang chạy, chú ý bên phải trước đầu xe màu trắng có một đứa trẻ đang đi ra, thì ở đây ta chú ý kinder thôi. Ở câu hỏi mình thấy có chữ vaccine côn dung tức là thuốc, thì ở đáp án mình thấy có chữ phê lơ ở một và phê lơ ở ba là bấm vào, còn ở giữa nó cũng có chữ kê pha ren kê vơ style khăn áp nê men đúng luôn. Câu hỏi có chữ thu nê, tức là mình chú ý cái gì khi mình vào thu nê là đường hầm, nhặt những từ quan trọng học rồi thôi. Thì đáp án một là mình có kính râm mình phải thả xuống, rồi buổi ngày dù có ánh sáng tốt nhưng mình vẫn phải bật up lên lịch lên, thế là xong. Ở đây là trẻ con đang chơi giữa lòng đường, đó là khu vực dân cư, thì mình phải tính toán cái gì? Đáp án một tất cả kinder nó sẽ chơi trên đường đi bộ thì không sao, nhưng mà kinder nó rời khỏi đường không đúng giờ thì đáp án ba cũng nguy hiểm, là kinder chạy đi chạy lại, tức là họ nói là cái khoảng cách đối với cái người đứng trước ấy mình phải chú ý cái gì? Áp hình, hình áp tức là ảnh hưởng gì, thì là do tốc độ nè, tầm nhìn và do mặt đường. Có cái bánh xe treo đằng sau rồi. Ở đây mình thấy có một người đi bộ, họ đang chạy từ trong bên tay phải qua, bên trái không có gì, cho nên là mình kiểm ở trong câu trả lời đó có từ mán, đáp án một có từ mán đấy, tức là cái ống đấy đấy, ống mới chạy đấy, phút căng kèn đấy là xong. Mình phải chú ý cái gì nếu mà mình thấy có một cái xe gọi là cứu thương đi trên đâu, nó có cái vòng vòng xoay 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 mà có coi ai giả thoát, nó tức là ở đây họ nói là không có coi cái xe đấy nhưng mà coi nó không hú, thì đáp án một thì mình nghĩ đến đó là cái hai cái xe, một cái xe kéo không đúng, mà mình nghĩ đến là đáp án hai là có chữ fire cái van này, đáp án ba có chữ cái van này, tức là hai có xe mà không có coi, mà giờ đáp án có sau đuôi có chữ cái van là bấm vào là xong, là nguy hiểm thôi. Cầm dừng ở đâu?
bài taxi cầm dừng, và khi có chữ for hand then is ở cuối câu cũng là cầm dừng, và ở Maki Ren cùng cầm dừng, phát ra rinh tung fly then ấy. Fly then. Ở con đường này thì câu hỏi họ nói là cái đường liền này ấy, trong mọi trường hợp không được bước, không được phép vượt lên là sai. Rồi phía bên trái cái đường liền là cái đường đường sơn kẻ trắng ấy, không được dừng lên đó là đúng rồi. Đáp án ba là cái đường lan đường trong cùng phía bên phải tay phải của mình ấy là dành cho xe đi chậm, đúng rồi. Tức là khi mình đi đến nhiều làn đường mà mình muốn rẽ thì nó đặc biệt nguy hiểm, đúng không? Mehrspuren là nhiều làn đường, Abbiegen là khi mình rẽ đặc biệt nguy hiểm, bên son đẹp cái phe lịch. Nếu mình đáp án một là mình chạy quá nhanh cũng nguy hiểm, rồi khi mình đổi làn đường cũng nguy hiểm chứ. Còn đáp án ba là cái nấu là chính xác thì thôi chứ không có gì nguy hiểm cả. Cái nào ăn hai then, đúng không? Cái nào là chính xác thì không có gì nguy hiểm. Họ nói là như thế nào có thể làm gì để tiết kiệm nguyên liệu đấy, thì đáp án một đi mơ đúng, rồi bỏ bớt hàng hóa trên đọc xe. Đáp án ba sai vì họ bảo là cán sẽ giá rơi mình phải đi lục vin thơ thì sẽ tiết kiệm nguyên liệu, đó là sai. Ở đây là mình nằm trên đường phó phát mà mình rẽ trái, còn cái tàu điện ấy nó cũng nằm trên đường phó phát giống mình nhưng mà nó lại đi thẳng, cho nên là mình sẽ để tàu điện đi trước xong đến mình phải đến mấy cây. Thì ở đây tôi phải để cho máy cày đi qua là sai, tôi không được chơi trên đường tàu là sai, tôi chỉ có đáp án ba là đúng là để cho cái tàu điện đi qua trước. Ở đây chủ yếu được phó phát cái xe màu xanh phía bên tay trái của mình, họ nằm trên đường ưu tiên đặc biệt bởi vì trên cái biển đó, là màu đen đầm đấy, là dành cho cái xe màu xanh thì nó sẽ được đi đầu tiên, thì đáp án là mình phải chơi thế thôi. Ở đây xe màu vàng cũng nằm trên đường ưu tiên đặc biệt bởi vì nó nằm trên cái biển nó có cái màu đen đầm thì màu vàng sẽ là được đi đầu tiên, thì mình phải chơi thôi. Đường phía trước đang hẹp lại. Trong trường hợp này thì đáp án 1 là mình không được vượt nữa, đúng rồi. À, trước cái đường này mình luôn dừng lại thì là sai. Đáp án 3 tốc độ phải giảm, đúng rồi. Họ bảo là mình đang đi trên một con đường phó phát. Thì ở đâu là kết thúc cái phó phát của mình? Cái biển nào? Cái biển nào thì là nó là biển 1. Tức là mình chú ý khi mình đi giữa hai hàng cây với cái rinh cơ phá ban đường nhỏ thì đặc biệt chú ý điều gì? Đặc biệt chú ý điều gì? Thì ở đây là nếu mà ở giữa câu hỏi ấy nó có chữ A len mịt cái rinh cơ ấy, tức là hai hàng cây mà có mịt cái rinh cơ ấy, thì ở dưới câu hỏi ở đâu có cái chữ sne thì ta bấm vào là xong. À, ta bỏ qua chứ. Ta bỏ qua đúng không? Đúng rồi. Chữ A đúng rồi. Cầm dây quá 130 km/h mà mình đang chạy 130 km/h, chú ý phía sau mình có một cái xe nó đang muốn vượt mình. Thì ở đây họ nói là mình tăng tốc vừa vượt, mình không tăng tốc được nữa, mình chạy 130 km/h rồi, mình không nên chạy cao hơn nữa. Đáp án 2 là mình không vượt nữa mà mình ọt nung mình về bên phải là đúng rồi. Exceeder überholen lên mit Gleiser, tức là mình vượt với cái tốc độ là bình thường của mình là sai rồi. Vượt là phải tăng tốc, nhưng mà ở đáp án 3 là giữ nguyên tốc độ để vượt thì là sai.
Nói chung là mình chạy 130 km/h rồi, mình không vượt nữa, thế là xong. Đáp án bạn 2 đúng. À, tức là họ hỏi là án hình mịt ai nữa áp sơ. Mình đầu mình dừng ở À, trên thì dốc ạ. mình dừng xe trên dốc. Khi đọc đến đoạn cuối mình mới thấy được là nó có chữ rôi lơ, tức là nó không bị lặn, nó không bị trôi xe. Làm gì cho xe không bị trôi? Mình làm gì để cho xe không bị trôi thì đáp án một luôn luôn đúng. Đáp án hai đâu có chữ ung thư phó hình, phó rê Phó. đơ là bấm vào. Còn đáp án má nó Có có cũng hình thơ có nữa là phó nhưng mà sai. đừng có cả hình thơ nữa là sai. Đáp án chỉ có phó nơ là đúng. Họ nói là mình phải chú ý cái gì khi cốp street sense á, tức là khi mình ngồi lái xe, mình ngồi xe thì ở trên đầu mình nó có cái túi, Cái sau đầu có cái cái tựa gối, đầu ạ, cái cái tựa tựa. đầu này. Thì họ nói là đáp án một là cái gối đó, đáp án một là cuối câu nó có cái chữ dây thắt, thì cái túi không liên quan đến cái dây thắt an toàn. Số 2 gút không Dịch ạ? thứ hai gút là cái dây thắt an toàn thì không liên quan đến. Nhưng mà cái đáp án hai á, thì theo quy định của nhà máy là đúng rồi. Betterio Và an đáp toàn. án ba là cũng sai luôn. Thì trong trường hợp này thì nói đến cái túi thì ta nhớ đến cái chữ bê tơ rịp án này thông là bấm vào là xong. Ốp thích. Tức là phải đến từ nhà máy. Hay là quy định của nhà máy thì đó, ai cái sai thế, nhưng mà nó có trong này rồi. Rồi những cái này là chỉ của bê tơ rịp án này thông là đúng thôi. 3 điểm mà trừ anh 3 điểm. Thì cái kính này anh nhớ Ok. không liên quan. À, ở đâu có thể là bảo vệ môi trường à? Thì đáp án một là đáp án đâu là câu hỏi ta có thầy có chữ bảo vệ môi trường, thì đáp án một là đi chung xe với người khác là đúng này. Rồi mái đèn ta ra sơ mịt hói vì sáu Tránh đi đường mà hay đường tắc bị đường tắc đường. rồi cái này đọc đến tuần cuối thì mới thấy được là cái này chỉ cần nhắm mắt cùng bấm vào ba cái, bởi vì nó có chữ số bịt xem, tức là khi nào ba kết quả cũng đúng cả. Trong ba câu trả lời mà câu nào mà có một cái chữ speed là bấm cả ba câu. À, khi mà câu hỏi nó có chữ B sai nét án hay ngữ ấy, thì ở dưới kết quả mình tìm ở đâu có chữ tát là mình bấm vào, thế là xong. Rồi họ nói là cái dây thắt lưng của mình ấy, cái dây thắt an toàn của mình ấy nó không đóng lại được, thì nguyên nhân do đâu? Ở trên câu hỏi ấy nó có chữ đạt slot, thì ở dưới này mình kiếm cái chữ slot mình bấm vào, thế là xong. Sửa chữa đấy, slot install Tức là set cái slot button. tức là cái ổ khóa mình phải sửa. Thì mình nhìn thấy có cái chữ U ấy, hẳn chỉ là Online umlai thôi. thông thôi. Ở trên câu hỏi đó có chữ umlai thông thì Câu trả lời. câu trả lời là được đấy, umlai thông đấy. Chắc họ nói là cái xe nào có chữ phai tàu ấy, cái biển đó thì được đi vào. À, tức là cái biển đó của mình để đâu, cái biển có chữ bảo vệ môi trường đó mình nên Dán để cái đâu đó. trên xe, thì nó là khi nào cùng in nen, thì hai đáp án đâu có chữ in nen, nhưng mà đáp án hai là đúng, bởi vì in nen Vin sụt cyber là đúng rồi, đúng không? Dề đọc và năm phía trong. Họ nói là mình đi ở trên đường, mình đi nhanh ở trên đường autobahn mà cái xe, cái lốp xe của mình nó bị hỏng thì mình phải làm gì? Đáp án một là không 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 tăng ga nữa, nứt thịt phó dịch áp bremser, đúng rồi. Và như có thể mình phải dừng lại bên đường và đặt cái bảng hình tam giác chỉ dẫn Bật tai nạn ấy, bật van lịch đi. bật van lịch lên. Còn đáp án ba do xe mình hỏng mà mình chạy nhanh mà mình gió phọt bật phối và rem rung, tức là phanh khẩn cấp, tức là nguy hiểm. Xe sau tông cho vỡ đít. Xem kết quả nào.
Đúng cả, may quá. Nếu cả nhà thấy hay thì hãy bấm đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận được video mới. Hẹn gặp cả nhà ở đây thi tiếp theo. Cảm ơn cả nhà đã xem.